Soi kèo bóng đá hôm nay Leicester với Aston Villa diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 10 tháng 3 tại sân King Power Stadium, Premier League 2019-2020. Một trong những chiếc vé đến với tứ kết FA Cup mùa này đã thuộc về Leicester, khi ở vòng đấu vừa qua, họ vừa có được chiến thắng với tỷ số 1-0 trong lần đón tiếp Birmingham đến làm khách trên sân nhà. Tuy nhiên, kết quả này vẫn là chưa đủ để làm vui lòng những người hâm mộ khó tính của bầy cáo, khi đối thủ chỉ đang là cái tên thi đấu tại giải đấu hạng dưới, nhưng họ đã phải rất chật vật mới có được một bàn thắng duy nhất đến muộn của Pereira. Trước đó tại vòng 28 Premier League, dẫu chỉ phải đến làm khách trước đội bóng đang đứng chót bảng như Norwich, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Rozier đã nhận lấy thất bại với tỷ số 0-1 ra về. Hiện tại, Leicester vẫn đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 50 điểm, chỉ còn cách nhóm ngoài top 5 là 7 điểm nhưng thi đấu muộn hơn. Đến với trận đấu cuối cùng ở vòng 29, Leicester sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Aston Villa đến làm khách, một cái tên vừa gạt họ ra khỏi bán kết League Cup vào cuối tháng vừa qua. Trải qua 6 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, bầy cáo chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất vừa kể trên, còn lại 2 trận hòa và để thua đến 3 trận. Tuy ở thời điểm này phong độ của thầy trò huấn luyện viên Rozier không phải là quá tốt, nếu như không muốn nói là rất tệ, nhưng với lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, thì chỉ cần Leicester thi đấu đúng với thực lực của mình, thì một chiến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Phía bên kia sân, như đã nói ở trên thì ở cuối tháng vừa qua, Aston Villa đã bất ngờ có được chiến thắng trước Leicester với tỷ số 2-1 tại bán kết League Cup để ghi tên mình vào trận chung kết. Tuy nhiên với việc Man City là chốt chặn cuối cùng tại giải đấu này thì đội bóng của huấn luyện viên Smith cũng phải chấp nhận để thua chung cuộc với tỷ số 1-2 trước The Citizens. Lại nói về mặt trận Premier League mùa này, trước đó trong chuyến đến làm khách trước Southampton thì họ cũng đã để thua chóng vánh với tỷ số 0-2 ra về. Với trận thua này thì Aston Villa hiện đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ với vị trí áp chót trên bảng xếp hạng khi chỉ có 25 điểm, hiện đang kém nhóm an toàn lúc này đang là 2 điểm, nhưng nếu tính luôn cả trận đấu này thì họ vẫn còn đến 2 vòng đấu chưa đá. Trở lại với chuyến hành quân lần này, kể từ sau chiến thắng trước Leicester tại League Cup thì Aston Villa đã trải qua 4 trận liên tiếp toàn thua. Qua đó có thể thấy rất rõ, chiến thắng kể trên của họ đã đến có phần may mắn, hoặc do Leicester đang muốn tiếp tục thay tướng trên chiếc ghế nóng tại King Power, chứ công bằng mà nói thì lúc này, đoàn quân của huấn luyện viên Smith khó có thể cân đo đong đếm so với đối thủ. Đó là chưa kể ở thời điểm này, thì Aston Villa cũng không phải là cái tên có thể tin tưởng khi phải thi đấu xa nhà. Cụ thể trong 10 trận sân khách gần nhất, thì họ chỉ mới có đúng một chiến thắng duy nhất, còn lại 3 trận hòa và để thua đến 6 trận. Dự đoán kết quả Leicester với Aston Villa. Dự đoán tỷ số 2-0. Chọn kèo châu Á, Leicester chấp 1.5. Chọn kèo tài xỉu. Nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.